Ba đề xuất giải quyết giật gấu vá vai ở các bệnh viện công lập. Bình Định, lạ lùng đoàn xe chở đất ngang nhiên vượt cầu cấm tải 13 tấn. Phát hiện hơn 170 hộp sữa bột không có hóa đơn, chứng từ tại Lâm Đồng trước Tết Nguyên đán 2024. Ba đề xuất giải quyết giật gấu vá vai ở các bệnh viện công lập. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế đã được cải thiện phần nào trong thời gian qua, song vẫn chưa có hồi kết. Đơn cử ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, chúng tôi đã mua được hóa chất và thay bóng máy chụp CT, scanner và người bệnh cũng đã đến với bệnh viện đông hơn. Tuy nhiên, nhìn chung các bệnh viện công lập vẫn còn rất nhiều vướng mắc trong lĩnh vực này. Muốn vượt qua giai đoạn khó khăn về đấu thầu cho các cơ sở y tế, theo tôi cần thực hiện 3 việc chính sau đây. Thứ nhất, giao cho các giám đốc bệnh viện tự quyết về các gói mua sắm. Cơ quan quản lý nhà nước nên thực hiện chức năng giám sát và kiểm tra. Nếu để Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế tham gia trực tiếp mua trang thiết bị và vật tư y tế, sẽ sinh ra vô số những chuyện dở khóc dở cười. Không có nhu cầu sát sườn, không có chuyên môn sâu, lại tắc trách vì không có quyền lợi. Những gói thầu được đưa lên đưa xuống rồi cuối cùng về lại vạch xuất phát. Giao cho cơ sở chịu trách nhiệm về giải quyết được mọi rườm rà của hệ thống. Có ý kiến cho rằng như vậy sẽ làm hư các giám đốc. Việc ấy đã có pháp luật xử lý. Ai sai thì người ấy chịu trách nhiệm. Không thể để ảnh hưởng đến nhiều người ở các vị trí khác nhau. Như việc cả dàn lãnh đạo của nhiều địa phương vướng vào vòng lao lý như vừa qua. Bệnh viện Bình Dương là ví dụ sau khi được quyền tự quyết dưới 5 tỷ đồng, hơn chục gói thầu được phát hành thành công. Thứ hai, các giám đốc bệnh viện, đặc biệt là tuyến huyện, luôn mất ngủ vào những ngày cuối tháng vì lo trả lương cho nhân viên của mình. Tự chủ có mặt tốt để trao quyền điều hành, nhưng trong an sinh xã hội thúc ép kiếm tiền bằng mọi giá để khiến nhiệm vụ chính bị sao lãng, thậm chí còn bị bóp méo. Lạm dụng chỉ định xét nghiệm và quá tay trong các phẫu thuật can thiệp là vấn đề nổi cộm hiện nay của cả công lẫn dân lập. Tôi đề xuất các tỉnh khôi phục trả lương cho nhân viên y tế như trước đây. Họ vẫn là viên chức nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Thu nhập tăng thêm sẽ do đơn vị làm ra nhờ các dịch vụ nâng cao chất lượng điều trị và độ hài lòng của người bệnh. Ban giám đốc không phải vo đầu bứt tai, nghĩ cách kiếm tiền nuôi quân. Và ở chiều ngược lại, nhân viên y tế có thể yên tâm cống hiến trong hệ thống công lập. Thứ ba, bỏ cách xuất toán hiện nay. Khi mọi việc đã xong, tiền thuốc, vật tư, tiêu hao, nhân lực, điện nước đã trả, cuối quý, cuối năm xuất toán một cục, bù lại chắc chắn phải làm gian dối đẩy vào các khoản chi phí khác. Thay vì rà soát xuất toán thì chúng ta nên chuyển sang cơ chế phạt. Nếu đơn vị làm sai, bảo hiểm phát hiện đưa lên hội đồng y khoa độc lập, xem xét kết luận khẳng định trường hợp ấy không chỉ bị xuất toán mà cần phải phạt để làm gương. Chỉ như vậy mới có thể giảm tranh luận giữa cơ quan chi tiền, tức bảo hiểm xã hội, và cơ quan sử dụng, tức các bệnh viện. Đồng thời việc lạm dụng chỉ định sẽ giảm xuống, các quy trình y khoa sẽ được tôn trọng, tai biến do thầy thuốc gây ra sẽ giảm đi rõ rệt. Rất nhiều việc cần phải làm, nhưng cứ xin cố gắng ba việc nêu trên. Tôi tin chắc hệ thống y tế công lập sẽ thay đổi hiện trạng giật gấu vá vai mà tít mù lại chạy vòng quanh. Bình Định, lạ lùng đoàn xe chở đất ngang nhiên vượt cầu cấm tải 13 tấn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng chục xe chở đất nối nhau từ mỏ đất xã Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định vô tư vượt cầu cấm tải 13 tấn trên tuyến DH28 nhưng không bị xử lý. Những ngày đầu tháng 2 năm 2024, từ nguồn tin thính giả, phóng viên chúng tôi đưa thực tế về khu vực tuyến đường DH28, DT638, đường Tây Tỉnh trên địa bàn Tây Sơn, dễ dàng ghi nhận đoàn xe thùng khủng loại 3-40 hoạt động rầm rộ. Các xe này nối nhau ra vào mỏ đất, làm vật liệu xây dựng, thông thường tại xã Tây Bình, được Bình Định cấp phép cho tập đoàn Phúc Lộc phục vụ thi công gói thầu 12XL, dự án cao tốc thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Từ sáng sớm các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 2, tiếng các xe máy đào múc, rền vang, sục gầu lớn đưa đất vào các thành thùng xe chở sẵn. Chỉ sau ít phút, hàng loạt xe ben biển kiểm soát 77H00849, 35C02513, 77C19848, đến các phương tiện tư nhân như xe ben, biển kiểm soát 48H00386, nối nhau đi theo con đường công vụ, đổ về phía cửa mỏ, tuôn ra đường DH28. Con đường huyện nhỏ hẹp, kết cấu bê tông xi măng như bị choáng hết lòng đường bởi đoàn xe tải trọng lớn. Đáng nói, ngay trên tuyến đường này, hai biển cấm xe tải trọng 13 tấn được cắm khu vực cầu bản, km 5 + 887.47,
và cống thoát nước cách đó không xa, những đoàn xe vô tư lưu thông. Trích xuất dữ liệu đăng kiểm, loại xe 3077H00849 có xác xe tự trọng 15 tấn, những xe 40 như 77C19848-48H0038 có xác xe hơn 16 tấn, chưa cần chở hàng đã quá tải cầu đường rõ ràng. Đặc biệt các xe được sử dụng hầu hết có thành thùng cao trên dưới 1m4, nên chỉ cần chở đất bằng thùng đã có thể tích lên đến khoảng 17 khối, tương đương là hơn 20 tấn. Dấu hiệu quá tải phương tiện và quá tải cầu cấm tải trên 13 tấn rất rõ ràng. Sự việc diễn ra ngay trước Thanh Thiên Bạch Nhật, nhưng điều lạ lùng là trong nhiều thời điểm các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 2. Có mặt trên tuyến đường DH28 này, phóng viên không ghi nhận công tác tuần tra kiểm soát và xử lý của các lực lượng chức năng. Lúc sau đoàn xe cứ thế chở đầy thùng đất, từ mỏ Phúc Lộc nối nhau tiếp tục hành trình, từ vượt cầu cống cấm tải 13 tấn đổ ra đường Tây Tỉnh về gói thầu 12XL, dự án cao tốc do tập đoàn Phúc Lộc là nhà thầu thi công. Bám theo hành trình đoàn xe rầm rộ chạy trên đường huyện 28 và đường Tây Tỉnh, phóng viên dễ dàng ghi nhận mặt đường vương vãi đất, việc tưới nước nhiều thời điểm không ngăn tình trạng bụi bặm, trái lại khiến mặt đường ướt loang lổ, gây tình trạng trơn trượt. Nhiều người dân cho hay, gần tháng nay khi đoàn xe chở đất hoạt động với tần suất lớn, khiến cuộc sống các hộ dân hai bên đường đảo lộn, xe có kích thước lớn, nối nhau ra vào, gây xung đột giao thông, đặc biệt khu vực khúc cua và trước các điểm trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Họ có tưới nước nhưng không thường xuyên, dẫn đến bụi bặm, lo nhất là các cháu đi học. Cứ thấy đoàn xe là phải dạt ra sát mép đường để tránh nguy cơ tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân trên tuyến đường Tây Tỉnh, lo lắng, cho biết. Trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Văn Vinh, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tây Sơn cho hay, trường nằm ngay trên đường Tây Tỉnh, nơi đoàn xe chở đất đi qua. Ngoài ra còn có các trường cấp 1, cấp 2 gần đó, nên vào thời điểm học sinh đi học hoặc tan trường, nguy cơ xung đột giao thông là rất lớn. Trường đã phổ biến căn dặn học sinh, phụ huynh về việc đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, với tần suất hoạt động rầm rộ của đoàn xe chở đất hiện nay, việc ô nhiễm môi trường và nguy cơ tai nạn giao thông là rất đáng lo ngại. Trong khi đó, ông Phạm Văn Thương, Chủ tịch UBND xã Tây Bình cho biết, xã đã làm việc với phía tập đoàn Phúc Lộc để hạn chế giãn tần suất xe, đặc biệt khu vực khúc cua để đảm bảo môi trường và an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị thi công phải tăng cường tưới nước. Do đường công vụ dự án chưa xong, nên đến nay nhà thầu phải sử dụng đường huyện để vận chuyển. Việc xử lý vi phạm giao thông thuộc thẩm quyền cảnh sát giao thông. Theo ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, ngay từ đầu, huyện làm việc yêu cầu các đơn vị triển khai dự án cao tốc, nhà thầu thi công ký cam kết đảm bảo giao thông môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng làm cương quyết vấn đề xe tải quá trọng, cơi nới. Đây là vấn nạn ở nhiều địa phương. Vấn đề đoàn xe quá tải, cầu 13 tấn, trưởng Công an huyện Tây Sơn Đặng Đức Thiện cho biết sẽ tiếp nhận phản ánh của phóng viên, chỉ đạo các đơn vị chức năng cảnh sát giao thông xuống kiểm tra xử lý. Huyện làm nghiêm về vấn đề cơi thùng, quá tải, không có ngoại lệ. Thông tin xe cảnh sát giao thông vào tận mỏ Phúc Lộc nhưng không xử lý đoàn xe vi phạm. Cầu cấm tải 13 tấn trên tuyến DH28, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn cho biết sẽ xác minh vụ việc. Đại diện Ban Quản lý Dự án 85 chủ đầu tư dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cho hay, ban đã yêu cầu các nhà thầu đảm bảo trật tự giao thông, tải trọng và các quy định về khai thác mỏ vật liệu, vận chuyển thi công. Theo vị này, nếu phát hiện trường hợp các nhà thầu vi phạm tải trọng sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý. Ban sẽ kiểm tra lại thông tin về biển cấm tải 13 tấn trên tuyến đường vận chuyển. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến các quý thính giả. Phát hiện hơn 170 hộp sữa bột không có hóa đơn, chứng từ tại Lâm Đồng trước Tết Nguyên đán 2024. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và tạm giữ hơn 170 hộp sữa bột không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Hôm nay, đại diện đội trưởng đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tiến hành lấy mẫu kiểm định chất lượng của 170 hộp sữa bột, được phát hiện trước đó trong quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Trước đó, đội quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa của bà MH, 47 tuổi, trú tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại cửa hàng tạp hóa của bà H có hơn 170 hộp sữa hộp dạng bột các loại như Family Sure, Diabetes, loại 900g, Dumi,
Cucumin loại 400g, 900g, Dumi Mama Go loại 900g, Dumi New Baby loại 400g, 900g và Dumi Canxi Nano loại 900g. Tại thời điểm kiểm tra, bà H không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ sữa bột nói trên. Làm việc với cơ quan chức năng, bà H cho biết bà mua số sữa nói trên của công ty cổ phần sản xuất thực phẩm công nghệ cao NCT3 Food, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3, tổ 12 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội về để bán. Tuy nhiên, khi bà H chưa bán được hộp nào thì bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành lấy mẫu kiểm định chất lượng của số sữa nói trên và tiến hành xử lý theo quy định.